Hello everyone, welcome to Space Kiwi and the Penguin. Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình, Kiwi and the Penguin. Hôm nay chúng mình cũng sẽ không chiếu, chỉ có một mình chiếu thôi. Hôm nay chủ đề đó chính là Kiwi triển lãm tranh phần 2. Đây, tranh thứ nhất đó chính là nhà tuyết. Đó, có đất nè, có tuyết nè, có nhà nè, có cây cối, có ống khói rồi luôn. Quá đẹp. Thì tí nữa ai thích thì hãy comment bên dưới cho mình nha. Ở đây tiếp theo chính là những con cá heo lượn lên. Đó, đẹp quá, đẹp quá. Đó, nó màu tím các bạn ơi, chứ nó không phải màu đen rồi đâu. Đẹp không? Đẹp lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ để ở đây luôn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn chọn và comment. Trang thứ 3 đó chính là một con khủng long. Wow, núi lửa phun trào các bạn. Đẹp chưa? Thì các bạn ơi, mình quên nói cho các bạn nữa, hôm nay nó cũng sẽ cho có 4 tranh giống như hồi qua nha. Tiếp theo để ở đây. Dạ đây. Tranh này rất đẹp các bạn ơi. Da da da. Nhìn rồi các bạn đã biết thấy nữa, một ngôi nhà. Da 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 da. Nè, có một ngôi nhà đại gia ở giữa biển. Có những cái lá hoa. Và có một hình bãi biển. Có đá, có đất đồ, có núi. Và có đám mây. Đó, quá đẹp luôn. Thì bây giờ đã lúc các bạn chọn rồi, ai biết thì hãy comment bên dưới nha. Trước tiên là cái này cũng là ảnh cuối cùng nè. Xem nè, ai thích cái này comment bên dưới cho mình biết nha. Mình thì thích cái này lắm, nó rất là đẹp. Để đây. Còn ai thích cái này, mình thì sẽ thích cái này số 2. Đó. Ai thích cái này, chứ mình thích cái này số 4 rồi các bạn ơi. Tại vì á, con cá heo một tí mà nó không có thấy thích hợp với lại nó cười nữa. Đây. Cái này là mình thích số 3 này các bạn. Da 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 da. Đó. Thôi đâu rồi ta? Hai cái này là chủ đề về ngôi nhà nha các bạn. Xem nè. Đó. 1, 2 cái chủ đề về ngôi nhà. Và hai cái chủ đề về động vật. Đấy. Thì hôm nay chỉ có 4 tranh đó thôi. Nhưng mà tiếc là cái nón, cái bên cái tập review nón chim bánh cục, cái nón mà mình tự làm nó đã, mình đã xé nó ra, nhưng vẫn còn một cái mảnh này. Mình sẽ làm nó thành mấy nhái giọng nói của Conan đó các bạn. Xem nè. Thôi để đây. Đây chính là tất cả bức tranh mà tụi mình thấy được. Đó. Nhưng mà tiếc là hôm nay chiếu bánh cục đang ở ngoài, mình không quên mang chiếu bánh cục vào. Cho nên tối hôm nay mình đi học dễ về, cũng giống như hồi qua, mình sẽ chiếu phim cho các bạn xem nha. Tạm biệt các bạn, vào tối nay. Bye bye. Chúc các bạn nha. À quên, trước khi các mình bye bye các bạn thì hãy like và share và hãy đăng ký kênh của mình nha. Bây giờ thì tạm biệt nha. Dạ.
rồi ghê.